Ngọc Sen, Hoài Bảo xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau có mặt tại Ninh Kiều, Ninh Bạch Sang, Cần Thơ trong buổi tối ngày hôm nay để tham gia vào một đêm gala vô cùng đặc biệt thưa quý vị. Đêm nhìn lại những thành công đáng nhớ trong hành trình 10 năm hình thành và phát triển của công ty Nam Mỹ. Và bên cạnh đó thì buổi tiệc ngày hôm nay cũng là lời tri ân nồng nhiệt nhất đến từ công ty Nam Mỹ gửi đến tất cả các quý đại lý, quý khách hàng, quý anh chị em nhân viên, những người đã và đang nỗ lực không ngừng để đóng góp vào sự phát triển đầy tự hào của quý công ty. Và một lần nữa chúng ta có thể cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho ý nghĩa đặc biệt đó thưa quý vị. Cùng sự có mặt của toàn thể hơn 70 cán bộ công nhân viên công ty trong ngày hôm nay,